Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 17 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 góp ý vào báo cáo kiểm điểm kết quả của tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy và ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2017. Ban tổ chức tỉnh ủy tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng kết nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; Hội đồng dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2017; thị trường cây cảnh huyện Phan Giang nhộn nhịp và tiêu thụ thuận lợi; bắt giữ 350 kg lợn hôi thối đem đi tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 11 góp ý vào báo cáo kiểm điểm kết quả của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội quý I năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ, các đại biểu đã nghe và góp ý vào báo cáo kiểm điểm kết quả công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy trong năm 2016. Trên tinh thần dân chủ khách quan, nhiều ý kiến đại biểu đã nhất trí đánh giá năm 2016, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy được đổi mới theo hướng ngắn gọn, rõ chủ trương, giải pháp và cơ quan đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện. Bảo đảm đúng quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sát thực tế và có tính khả thi. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu với tinh thần cầu thị cao, đồng chí khẳng định có được kết quả năm 2016 vừa qua là do có sự đoàn kết nội bộ trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Năm 2017, Ban Thường vụ tỉnh ủy sẽ khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới, xứng đáng với sự tin tưởng kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2017 trong đó tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sản xuất vụ xuân 2017, đồ ải xong trước Tết âm lịch để giao cấy đảm bảo đúng lịch, thu ngân sách để mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra, chống thất thu, nợ động thuế, quản lý chặt chẽ công tác chi ngân sách đảm bảo hiệu quả tiết kiệm, ra soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch đất, quy hoạch phát triển chuỗi đô thị văn minh, phối hợp đề xuất cơ chế tạo vốn đầu tư hạ tầng khu đại học phố hiến, đầu tư nút giao thông cao tốc hà nội hải phòng. Về tổ chức tết năm 2017, các địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ không bắn pháo hoa, phân công thực hiện nghiêm việc trực Tết, tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông để nhân dân vui Tết đón xuân đinh dậu an toàn. Đồng thời tập trung cho công tác tổ chức giao quân năm 2017 vào tháng 2 ngay sau Tết Nguyên đán, đảm bảo số lượng, chất lượng đúng luật định. Sáng nay Ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Năm 2016, ngành tổ chức xây dựng đảng tỉnh đã bám sát chương trình công tác chủ động tham mưu giúp các ủy các cấp ban hành các quyết định, quy định, đề án, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và các cấp về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tham mưu thực hiện đầy đủ quy trình quy định về công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo công khai dân chủ công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng luôn được ngành coi trọng chủ động nắm bắt tình hình và tích cực tham mưu đề xuất phương án giải quyết có hiệu quả góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất ổn định tình hình chính trị nội bộ trong tỉnh Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đã biểu dương những kết quả ngành tổ chức đảng tỉnh đã đạt được trong năm 2016. Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí yêu cầu Ban tổ chức tỉnh ủy cần đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu với Ban thường vụ tỉnh ủy về các giải pháp triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh và các giải pháp thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong đó gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục tập trung thực hiện tham mưu với cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện công tác tổ chức xây dựng đảng, tăng cường phối hợp và nâng cao chất lượng thực hiện quy chế phối hợp, bảo vệ chính trị nội bộ, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng vững mạnh. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2016, tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt hơn 11.319 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng rau quả, cây công nghiệp và chăn nuôi thủy sản, giảm tỷ trọng cây lương thực. Năng suất lúa bình quân đạt hơn 61,7 tạ một hecta một vụ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt hơn 141.000 tấn, sản lượng thủy sản đạt 36,7 nghìn tấn. Công tác chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, công tác thủy lợi quản lý đê điều và phòng chống lụt bão phát triển kinh tế hợp tác và trang trại nước sạch và vệ sinh môi trường thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay toàn tỉnh đã có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung gắn với xây dựng thương hiệu công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo quyết liệt đặc biệt đã phối hợp tốt với các cơ quan công an quản lý thị trường để ngăn chặn và xử lý nghiêm việc sử dụng chất cấm chất độc hại trong sản xuất phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn phóng yêu cầu trong thời gian tới ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung thực hiện một số giải pháp chính như nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tầm quan trọng về tái cơ cấu ngành nông nghiệp xây dựng nông thôn mới đến các cấp các ngành các địa phương và người dân tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm đẩy mạnh đổi mới và phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo hướng tổ chức sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn an toàn chất lượng gắn với chế biến và tiêu thụ giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể mới cho một số mặt hàng nông sản khác như nghệ vàng khoái châu cam quảng châu Sáng nay, Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành kỳ họp thứ 11, khóa 8 nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng dự có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Năm 2016, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã kết nạp được trên 5.100 hội viên mới, đã có gần 1.900 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2012-2016, giúp đỡ cho trên 1.800 hội viên về vốn, cây con giống, lương thực thực phẩm với số tiền gần 190 tỷ đồng, phối hợp tham gia xây dựng 51 mô hình hợp tác xã, 13 mô hình tổ hợp tác và tổ chức nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực như hội thi nhà nông đua tài, tiếp sức nhà nông cho con tới trường. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật thông qua tuyên truyền vận động nông dân đã hiến trên 6.100 hết vuông đất hàng vạn ngày công làm mới sửa chữa 257 km đường giao thông nông thôn tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Xuân Tuyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh chỉ rõ những nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới các cấp hội cần tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước với nghị quyết trung ương 7 về nông nghiệp nông dân nông thôn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào đông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tăng cường hiệu quả sử dụng và quản lý tốt quỹ hỗ trợ nông dân, nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh. Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và khai trương trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2016, Đảng ủy khối và các cấp ủy thường xuyên lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng tổ chức thực hiện nghiêm túc việc phổ biến quán triệt triển thị nghị quyết của Trung ương của tỉnh ủy đến cán bộ đảng viên công tác kiểm tra giám sát nền nếp chất lượng hiệu quả hơn góp phần phòng chống suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với tổ chức đảng và đảng viên xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng kết nạp 145 quần chúng ưu tú công nhận chính thức 166 đảng viên tặng giấy khen 14 tổ chức đảng hai chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 13 đảng viên Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh, năm 2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cần thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng việc học tập lý luận và các chỉ thị nghị quyết của cán bộ đảng viên, chất lượng sinh hoạt tri bộ, tăng cường các sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề thiết thực. Ngày 16 tháng 1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hương Yên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, tổng nguồn vốn trong hệ thống đạt 53.000 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cuối năm 2015. Dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 43,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,5% so với cuối năm 2015. Hầu hết các đơn vị đạt mức dư nợ ngân hàng cấp trên giao, trong đó ngân hàng quốc dân là đơn vị có dư nợ tăng trưởng cao nhất. Dư nợ xấu trên địa bàn là 829 tỷ đồng, thấp hơn bình quân chung toàn quốc. Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã thực hiện giám sát từ xa đối với các chi nhánh ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh ngân hàng hợp tác xã và 65 quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh, đồng thời kiểm soát đặc biệt với 3 quỹ tín dụng là Quang Hưng, Bình Kiều và Bình Minh. Trong năm 2017, ngành ngân hàng Hưng Yên đặt ra mục tiêu nguồn vốn huy động tại địa phương tăng khoảng 20% so với năm 2016, tín dụng tăng không quá 18% và nợ xấu dưới 2%. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đang đến gần, cùng với các mặt hàng Tết thì thị trường hoa kê cảnh ở Văn Giang cũng đã bắt đầu sôi động. Từ vài ngày nay trên hầu hết các cánh đồng trồng cam quất bưởi, các loại cây cảnh khác ở huyện Văn Giang đều rất đông vui nhộn nhịp. Khá nhiều đoàn xe tải đang xếp hàng trên các tuyến đường dẫn vào cánh đồng chờ vận chuyển. Một số lai buôn ở tỉnh xa như miền Trung hay phía Bắc đã bắt đầu xếp cây trở về đưa tiêu thụ. Còn với người dân đang tập trung ra đồng để chờ đánh chuyển cây. Theo người dân nơi đây cho biết thị trường năm nay giá bán không cao hơn năm ngoái, song không lo ế ẩm bao nhiêu phần trăm? là nếu như là cái số lượng hàng của khu vực này thì đến bây giờ nó bán được khoảng 70%. 70% cây cây quất và cây cam cảnh. Nhất là bưởi cảnh năm nay nó bán được tức lớn là, là nhanh. Thế nay dự kiến là cả khu vực này là còn khoảng 30% trăm là chúng tôi là vẫn đang tiếp tục giải quyết mà chắc chắn là chỉ sau ngày 23 Tết ông công ấy thì là sẽ giải quyết được hết. Ừ. Nhà tôi thì năm nay là chuyên về cam nhiều cho nên là cái số lượng cam nhà tôi là có mấy chục chậu thì là đã giải giải phóng hết rồi. Còn tại trung tâm thị trấn vài ngày nay, lượng tiêu thụ tăng khá cao. Ngoài khách hàng đến mua, còn khá nhiều người đến tìm đặt hàng chờ ngày giáp Tết vận chuyển. Theo kinh nghiệm của người dân nơi đây, nếu có biến động về giá cả thông thường sẽ xảy ra vào những ngày giáp Tết, còn thời điểm này, cơ bản giá vẫn bình ổn ở mức 250-300.000 đồng một cây quất dáng nùm và từ 400-500.000 đồng một cây quất thế với các loại cam quýt bưởi đã cho liên chậu có giá bán trung bình khoảng 3 đến 5 triệu đồng một cây. Hay ơi thị trường đô quản tầm một tuần mấy đến 10 ngày nay thị trường cây cảnh ở đây rất sôi động. Đặc biệt là các cây bưởi to mấy cả loạt bưởi nhỏ này thì thị trường 10 ngày hôm nay rất sôi động. Và bán rất nhiều khách về mua cái bây giờ cái thị trường cây bưởi to này nó lượng nó không còn bao nhiêu. Và giá cả thì nó cũng ổn định như giá năm ngoái. Năm nay khách hàng về mua muộn, đến thời điểm này các lái buôn ở tỉnh xa về tìm mua khá đông và với thực tế này rất có thể giá sẽ tăng cao vào những ngày giáp Tết. Ngày 16 tháng 1, Hội khuyến học huyện Ân Thi đã tổ chức đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2017-2021. Với mục tiêu xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhiệm kỳ qua, công tác khuyến học khuyến tài của huyện Ân Thi đã được triển khai rộng rãi ở tất cả các địa phương toàn huyện có 121 chi hội thuộc 21 hội cơ sở, 71 trường có chi hội khuyến học và 156 dòng họ khuyến học. Chất lượng hoạt động của các hội và chi hội cơ sở ngày càng được củng cố và nâng cao. Cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học được hội tích cực triển khai phát động. Đến nay toàn huyện có 5.120 hộ gia đình được công nhận gia đình hiếu học, 120 cộng đồng khuyến học. Bên cạnh đó, quỹ khuyến học, khuyến tài được duy trì và phát triển hiệu quả. Đến nay toàn huyện có số quỹ đạt trên 5 tỷ đồng, hỗ trợ khen thưởng hàng trăm lượt giáo viên và trao hàng nghìn suất học bổng cho các em học sinh học giỏi, học sinh thi đỗ đại học. Các dòng họ làm tốt phong trào này như dòng họ Nhữ ở xã Bãi Sậy, họ Phạm ở xã Phù Ủng, họ Phạm ở xã Bắc Sơn, họ Đào xã Đào Dương. Vào hồi 6 giờ 30 phút sáng nay, đội quản lý thị trường số 7 đóng trên địa bàn huyện Văn Lâm phối hợp với đội 4 phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã bắt giữ 350 kg mỡ, thịt và bì lợn hôi thối đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Chủ hàng là Hoàng Văn Nam, sinh năm 1970 ở xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, đang thu gom mỡ lợn, bì lợn trên địa bàn xã chỉ đạo huyện Văn Lâm thì bị các lực lượng chức năng phát hiện. Qua kiểm tra tổng số lượng hàng hóa thu giữ là 350 kg, chủ yếu là mỡ lợn, bì lợn chưa qua chế biến. Điều đang nói, toàn bộ số hàng trên đã để lâu ngày bị bốc mùi hôi thối và biến đổi màu sắc, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ hàng khai nhận đi thua mua gom về rồi đem chế biến tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy xử phạt chủ hàng 5 triệu đồng. Do chế tài xử phạt còn ít, chưa đủ sức gian đe, nên trong thời gian qua lực lượng quản lý thị trường và công an trong tỉnh liên tục phát hiện nhiều vụ việc thịt lợn bị hôi thối, bốc mùi được các đối tượng vì hám lời mà bất chấp sức khỏe người tiêu dùng vẫn thu mua, chế biến để đem đi tiêu thụ. Ngày 16 tháng 1, Đoàn thanh kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra xác minh các cơ sở sản xuất bì bóng thực phẩm tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Đoàn đã kiểm tra một cơ sở sản xuất bì khô tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang tiến hành sản xuất bì khô gồm các công đoạn sơ chế, luộc, loại bỏ mỡ, sấy khô và bảo quản bì khô. Cơ sở cũng cung cấp được các loại hồ sơ giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở như giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Theo chủ cơ sở thì tại đây chỉ chuyên sản xuất bì khô, không làm thực phẩm. Kiểm tra thực tế thấy cơ sở cũng khá gọn gàng, song không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với sơ chế kinh doanh sản phẩm động vật nên đoàn thanh kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính theo khoản 5 điều 15 Nghị định 119 2013 NDCP. Ngày 9 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi với mức phạt là 3 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm an toàn ngày nay đã trở thành một nhu cầu đòi hỏi cấp thiết của mọi người tiêu dùng trước những thông tin mất an toàn như chất cấm kháng sinh chất vàng ô thuốc bảo vệ thực vật tràn lan trên thị trường sản xuất kinh doanh tiêu thụ thực phẩm an toàn càng được quan tâm hơn khi dịp tiêu dùng trước trong và sau tết nguyên đán đã cận kề những năm gần đây hoạt động sản xuất chế biến cung ứng thực phẩm diễn ra mạnh mẽ và đa dạng ở hầu hết các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh nổi bật là chăn nuôi gia súc gia cầm giết mổ sơ chế chế biến kinh doanh buôn bán thực phẩm việc phát triển hệ thống sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn được chính quyền các cấp các ngành chức năng của tỉnh và cả các hộ sản xuất kinh doanh đầu tư hơn hướng tới nhu cầu chính đáng của người tiêu dùng hai năm trở lại đây một số chương trình dự án nhằm sản xuất cung ứng thực phẩm an toàn đã được triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh như dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm dự án chăn nuôi lợn theo hướng việt gáp và chăn nuôi bò thịt cao sản dự án nuôi thủy sản an toàn sản xuất cung ứng thực phẩm an toàn theo chuỗi phần hỗ trợ giúp đỡ định hướng cho hàng nghìn lượt hộ sản xuất trong tỉnh tiếp cận và áp dụng quy trình sản xuất an toàn từng bước định hướng việc sản xuất cung cấp thực phẩm an toàn đến tận tay người tiêu dùng cái sạch thì là mình trước mắt là mình phải hiểu là sạch sạch về phần hóa học và về, về mặt sinh học thì là phần hóa học thì là mình sạch theo là đảm bảo cái dư lượng thuốc trừ sâu hay dư lượng tất cả những cái về hóa chất ví dụ như phân hóa học thì đảm bảo là mình sẽ không còn tồn dư ở trong rau đấy gọi là phần hóa học còn phần sinh học ví dụ như đơn thuần là, là rau không bị dính bụi bẩn này hay rau rau không bị dính trứng run sán hay đất cát ở trên cái rau đó thì đó là sản phẩm sạch về mặt sinh học. Áp dụng quy trình sản xuất thực phẩm an toàn luôn đòi hỏi các yêu cầu phức tạp hơn, tốn nhiều công sức, thời gian, chi phí cũng cao hơn so với việc chăn nuôi truyền thống chạy theo lợi nhuận. Song hiệu quả thu được không chỉ có ở năng suất mà còn ở sản phẩm sau so thu hoạch an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, thân thiện với môi trường sinh thái. Năm 2016, toàn tỉnh có hơn 70 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm được Tri Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh an toàn. Cửa hàng tôi thì cũng hoạt động được thời gian là 2 năm thì với phương châm là luôn lựa chọn những cái sản phẩm mà đầy đủ tem mét nguồn gốc xuất xứ đảm bảo nhất nhằm phục vụ tới người tiêu dùng nhất là trong giai đoạn hiện nay là cái thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch đang được mọi người dân rất quan tâm và đã bắt đầu sử dụng hàng ngày thường xuyên. Qua mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đã được thẩm định, chứng nhận hoạt động hiệu quả, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, đã nhân lên niềm hy vọng vào một thị trường thực phẩm an toàn để mỗi con gà con cá, miếng thịt mớ rau các bà nội trợ lựa chọn về nhà không còn là nỗi băn khoăn sạch bẩn mà thực sự là nguồn dinh dưỡng dồi dào nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong năm 2016, Trung tâm khuyến nông tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi. Đồng thời trung tâm đã tích cực bám sát cơ sở, đưa công tác khuyến nông xuống từng thôn xóm, vì vậy đã mang lại hiệu quả thiết thực Năm qua, Trung tâm Khuyến Nông đã triển khai có hiệu quả một số dự án mô hình khuyến nông đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như mô hình sản xuất lúa ở xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ với quy mô 45 hecta. Mô hình sản xuất nấm được triển khai tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, xã Phùng Hưng, huyện Khói Châu, xã Long Hưng, huyện Văn Giang và xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Mô hình nuôi ghép cá chép V1 theo hướng Việt Gáp được triển khai ở huyện An Thi, Văn Lâm, Kim Động, Mỹ Hào năng suất bình quân đạt 16,5 tấn một hecta. Mô hình nuôi cá nheo thương phẩm với quy mô một hecta được triển khai tại xã Tân Dân, huyện Khói Châu, xã Minh Tân, huyện Phổ Cử, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ và xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Qua đó không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần trang bị tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi cho hàng nghìn nông dân. Năm 2016, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh đã kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm trên 220 cơ sở, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 17 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước gần 63 triệu đồng, kiến nghị thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử phạt 2 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 10 triệu đồng. Năm 2016, Tri Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản đã tổ chức 12 lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn các quy trình công nghệ trong lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản cho gần 1.000 lượt người kết hợp công tác thanh tra kiểm tra với công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại trên 220 cơ sở, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 17 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước gần 63 triệu đồng. Kiến nghị thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xử phạt hai cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 10 triệu đồng. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Mỹ vừa huy động khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ tới Na Uy, cách biên giới với Nga khoảng 1.500 km, trong đợt triển khai kéo dài 6 tháng. Đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Na Uy cho phép binh sĩ nước ngoài đồn trú tại nước này. Những binh sĩ Mỹ sẽ đóng quân tại căn cứ quân sự Vames, cách biên giới Nga khoảng 1.500 km và sẽ được huấn luyện tác chiến trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Theo thỏa thuận, các binh sĩ Mỹ được phép đồn trú ở quốc gia Bắc Âu này trong vòng một năm và sẽ được luân chuyển sau khi kết thúc thời gian đồn trú kéo dài 6 tháng. Cả Na Uy và Mỹ phủ nhận việc triển khai này có liên quan tới Nga, tuy nhiên NATO đang đưa lực lượng và vũ khí bổ sung tiến gần hơn tới biên giới Nga trong chiến dịch của NATO để chống lại cái gọi là sự xâm lược của Nga ở châu Âu. Một tay súng đã xả súng tại một sự kiện của lễ hội âm nhạc tại Mexico, Tối ngày 16 tháng 1, làm ít nhất 5 người chết và hàng chục người khác bị thương. Vụ xả súng xảy ra tại hộp đêm Blue Parrot ở khu nghỉ dưỡng Pleiaden, Carmen. Kẻ tấn công được xác định là một tay súng đơn độc và 3 trong số 5 người thiệt mạng là nhân viên an ninh. Một đoạn video trên mạng cho thấy cảnh mọi người chạy toán loạn, trong đó có một người bị thương rất nặng. Truyền thông Mexico suy đoán vụ xả súng có thể liên quan đến cuộc chiến giữa các băng nhóm buôn bán ma túy hiện đang rất nóng tại đây. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một vụ đánh bom tự sát xảy ra bên trong khuôn viên của trường đại học Maiduguri ở miền đông bắc Nigeria. Vụ nổ xảy ra vào ngày thứ hai tại một nhà thờ hồi giáo bên trong khu vực dành cho nhân viên của đại học Maiduguri. Theo các nhân chứng, thủ phạm đánh bom tự sát có thể là một bé gái, vẫn chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm nào, song mọi nghi ngờ hiện đang đổ về nhóm khủng bố Boko Haram đang muốn trả thù cho các vùng đất của chúng vừa bị quân đội chiếm lại. Phát ngôn viên cảnh sát bang Bono cho biết, trước khi vụ nổ xảy ra, cảnh sát đi tuần đã bắn hạ một bé gái mang theo thiết bị gây nổ đang tiến vào trường đại học. Tuy nhiên, họ đã không ngăn chặn được nghi phạm thứ hai. Vụ tấn công đã khiến các bài thi tổ chức cùng ngày bị hoãn, tuy nhiên buổi thi hôm sau vào thứ ba vẫn diễn ra theo kế hoạch. Liên quan tới vụ máy bay vận tải Thổ Nhĩ Kỳ rơi khiến 37 người thiệt mạng tại Kyrgyzstan, giới chức nước này thông báo rằng Nguyên nhân của vụ việc có thể là do lỗi của phi công. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Phó Thủ tướng Kyrgyzstan nói rằng theo thông tin ban đầu, máy bay này bị rơi do lỗi của phi công. Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chiếc máy bay bị rơi là của hãng hàng không ACT Airlines trên đường từ Hồng Kông tới Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ. Địa điểm máy bay rơi cách đường băng sân bay Manat tại thủ đô của Kyrgyzstan khoảng 2 km và đúng vào khu dân cư nên số người thiệt mạng khá cao. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa qua cho biết ông có thể áp đặt thiết quân luật trên cả nước nếu vấn nạn ma túy trở nên vô cùng nguy hiểm. Phát biểu tại thành phố Davao, Tổng thống Philippines cho hay ông từng thể sẽ bảo vệ đất nước trước tất cả các mối đe dọa, bao gồm cả vấn nạn ma túy. Ông tuyên bố nếu vấn đề ma túy trở nên thật sự nguy hiểm, ông sẽ ban bố tình trạng thiết quân luật và nhấn mạnh không ai có thể ngăn cản mình. Chiến dịch chống ma túy của ông Duterte triển khai quyết liệt ngay từ sau khi ông lên nắm quyền. Ước tính từ tháng 7 tới nay, khoảng 6.000 người đã bị giết hại trong chiến dịch này. Theo kết quả một cuộc thăm dò công bố hồi tháng trước, phần nhiều người dân được hỏi đánh giá tích cực của chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte. Theo một phân tích của tổ chức Oxfam, khoảng cách giàu nghèo trên thế giới hiện nay đang lớn hơn mức được biết tới, với chỉ 8 người đầu tiên trong danh sách những người giàu nhất đã có tài sản bằng 3,6 tỷ người, tương đương một nửa dân số. Báo cáo của Tổ chức Chống Đói Nghèo Oxfam được đưa ra trong một cuộc gặp hàng năm với các chính trị gia và doanh nhân thế giới ở Thụy Sĩ. Tại cuộc gặp Oxfam đã thúc giục các lãnh đạo hành động để giải quyết vấn đề và cảnh báo sự tức giận của công chúng đối với tình trạng bất bình đẳng này sẽ dẫn tới những thay đổi chính trị chấn động mà kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ và việc Anh rời khỏi EU vừa qua chỉ là sự khởi đầu. Phân tích của họ cho thấy tài sản của 8 người giàu nhất mà đứng đầu là Bill Gates hiện vào khoảng 462,2 tỷ đô la, tương đương với một nửa những người còn lại trên thế giới. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.